nhưng mà khi khách đến đây tham quan khách thấy vui, thời khen thích, khách nói là rất là thấy là rất là thú vị, cho nên mình tiêu tan cái đau, cái cực nhọc, tiêu tan cái hao tốn tiền muộn gì đó cũng tiêu tan hết, mình thấy rất là vui. Cái tổng cái chi phí để mà tám từ thuê nhân công rồi mình xử lý thuốc để cho mối một rồi nó không ăn, rồi lên đục đẽo thợ, rồi là khoảng hết luôn, là khoảng ngôi nhà mình thống kê là bao nhiêu tiền vậy? Bây giờ nó mắc là chỗ nó tuy nó không có giá trị nhưng những cái gỗ khác, nhưng mà nó không hiểu thôi mà hiểu nó là rất là quý à, nó xài. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì theo cái hành trình gông gũi tiếp theo, Bùi Hồ đang có mặt tại bến phà An Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long. Trên cái con phà sông Tiền này, hôm nay Bùi Hồ sẽ trên bến sông Tiền, hôm nay Bùi Hồ sẽ đi qua tìm đến cái ngôi nhà của một ông chú được cất từ 4.000 cây dừa và có chi phí đầu tư là hơn 6 tỷ đồng. Đây là con phà vào buổi chiều ở miền Tây. Dạ cô bác anh chị, nãy giờ chạy qua cái quãng đường mà làm đất á, làm cũng hơi xa xa và đường rất là khó vô, thì Bùi Hồ đang có mặt tại cái đường đi vô cái ngôi nhà đó. Và cô bác anh chị thấy cái bảng đây là một cái bảng chỉ dẫn. Ở đây điều đặc biệt là các chữ được làm từ cái gáo của cái trái dừa. Cái lối đi vô đây cũng còn khá là xa. Con chào Tám. Dạ, Tám là chủ của ngôi nhà này. Dạ, Tám có thể cho con tìm hiểu về một số thông tin về ngôi nhà được không Tám? Được. Dạ. Con chào ông Tám với bà Tám. Thì hôm nay con có dịp nghe một số bà thông tin đó, là con biết là ngôi nhà của mình là được làm từ hoàn toàn là từ cây dừa, mà đặc biệt là làm ở tỉnh Vĩnh Long mình chứ không phải là Bến Tre. Dạ, vậy ông Tám có thể cho con biết một số thông tin về ngôi nhà mình, tại sao ý tưởng nào mà Tám lại mình ngôi nhà mình lại thiết kế cắt từ toàn bộ là từ dừa hết ông Tám? Tại vì đây là ý tưởng của đứa con gái. Của đứa con gái của tôi thì nó đã ủ từ lâu. Nên nó mới trồng những cây dừa có hàng có lối rồi được 6 năm đã có quầy của mình. Bắt đầu nó mới là thi công làm cái nhà này. Mục đích là muốn làm gì đó để cho tỉnh Long, tỉnh nhà mình có một cái điểm du lịch đặc biệt, đặc trưng của Vĩnh Long. Dạ. Là cái nhà dừa. Cái nhà dừa Ba Giang hai trái. Là cái nhà mà truyền thống của miền Tây Nam Bộ mình muốn giữ lại cái nhà truyền thống này. Là Ba Giang hai trái, nhưng đặc biệt là cái gỗ dừa. Tại vì tất cả ai cũng cất nhà gỗ thì nhiều lắm, gỗ là có tên tuổi, gỗ đắt tiền đẹp không, nhưng mà không ai nghĩ tới cây dừa của mình. Cây dừa của mình rất là gần gũi, đi đâu cũng gặp dừa, cũng thấy dừa, nhưng không ai tìm hiểu, không ai hiểu biết cây dừa mình có giá trị như thế nào. Cho nên mục đích cất cái nhà này để giữ lại cái nhà truyền thống Ba Giang hai trái của miền Tây Nam Bộ, và là cây dừa để cho bà con cô bác ở đây tham quan thấy cây dừa của mình rất là có giá trị, dừa không từ bỏ thứ nào. Cây cột gỗ thì làm cột, làm kèo, làm xiên, làm bàn, làm ghế, làm tủ, làm cửa. Còn cái gáo dừa, cái gáo dừa thì mình như cái bàn thế này mình cẩn nè, đó, mình cẩn cái bàn là gáo dừa. Rồi cái chùm đèn trên cũng bằng gáo dừa. Tất cả trong gia đình này, trong nhà này thì trang điểm gỗ dừa, những cái chữ rồi cũng bằng gáo dừa luôn, mình thờ cũng thờ cũng vậy. Nên ở cái lồng đèn này nè cũng bằng cái lá dừa. Dạ. Lá dừa, còn cái lồng đèn ở đằng trước thì bằng cái cọng buồn dừa. Cho nên rồi cái gốc dừa, cái rễ dừa đó mình cũng làm các tượng, các phúc lộc thọ. Phúc lộc thọ. Dạ. Luôn.
cho nên mình đến đây mình thấy kỳ mình không từ bỏ gì. Dạ. Vừa sử dụng được hết, vừa rất là có giá trị và ý nghĩa. Cái diện tích của ngôi nhà của mình là bao nhiêu ha ta? Diện tích ngôi nhà này khoảng 300 m2 hà. Dạ. Không có lớn, nhưng mà cái chu vi du lịch của mình làm á, có nhà hàng ăn uống luôn, cho nên nó rộng lớn và có hôm xây phòng ngủ nữa. Dạ. Cho nên là rất là rộng lớn, là khoảng 4,000 m2. Dạ. Nhà hàng uống mình cũng bằng dừa, bàn ghế, chén bát muỗng đĩa phục vụ cho khách cũng bằng dừa. Tất cả đều là sản phẩm từ dừa, cây dừa. Dạ. Tám ơi, vậy thì tổng cái mình kể là về cái ngôi nhà của mình thôi. Là khoảng bao nhiêu cây dừa ha ta? Nếu mà cái nhà này thôi khoảng 1700 cây dừa. 1700 cây dừa. Vậy thì con không hiểu là mình không phải là xứ dừa. Vậy thì mình kiếm cái những cái cây dừa đó là từ ở đâu ha ta? Mình phải tìm kiếm cái dừa này từ ở Bến Tre, Mỏ Cày Bến Tre. Dạ. Chứ là xứ dừa, hay trồng dừa rất là nhiều. Dạ. Dạ. Vậy thì cái chi phí mà để mình đi tìm những cái vườn dừa, kiếm những cái dừa cổ lâu năm, rồi sau đó là cái thợ mà làm từ những cái cánh cửa, rồi cửa sổ, tắt còi kèo hay cột làm từ dừa hết, vậy thì ai là người thợ mà để đục đẽo và để điêu khắc những cái tác phẩm này ta? Cái thợ này á, rất là nhiều thợ. Thật ra tôi phải tìm kiếm mấy chục thợ, giờ thợ mộc và thợ dạ. Những người thợ này tìm kiếm rất là khó khăn, không phải là dễ, tại vì gỗ dừa khó làm lắm, nên người ta ngại làm lắm, nhưng mình yêu cầu, mình thích quá, cho nên người ta cố gắng làm cho mình. Phải nói là kiệt. Vậy thì cái ngôi nhà mình thi công là khoảng bao lâu là xong đó? Gần 2 năm. Bắt đầu kể từ đi mua dừa rồi, rồi mình ngâm, rồi mình thấy xử lý được cái nọ, thuốc rồi cái chém chống hóa học á. Từ lúc lên ý tưởng cho đến hoàn thành ngôi nhà luôn là mình 2 năm. Vậy thì khi mà hoàn thành là tấm hoàn thành bao lâu rồi? Hoàn thành hôm mới khai trương ngày 22 tháng 9 tới đây. 22 tháng 9 năm 2019. Bây giờ dạ. Sau khi mà lên được một ý tưởng từ con gái của Tám. Vậy thì hoàn thành ý tưởng từ ngôi nhà, thứ nhất là nó đẹp và thứ hai là độc lạ, vậy thì cái cảm tưởng của ông Tám như bà Tám như thế nào? Rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là khi mà mình mặc dầu rất là khó khăn, khăn cực khổ, rất là vất vả, rất là tốn tiền, nhưng mà khi khách đến đây tham quan, khách thấy vui và khen thích, khách nói là rất là thấy là thú vị, cho nên mình tiêu tan cái đau, cái cực nhọc, tiêu tan cái hao tốn tiền muộn gì đó cũng tiêu tan hết, mình thấy rất là vui. Cái tổng cái chi phí để mà Tám từ thuê nhân công, rồi mình xử lý thuốc để cho mối mọt rồi nó không ăn, rồi lên đục đẽo thợ, rồi là khoảng hết luôn là khoảng ngôi nhà mình thống kê là bao nhiêu tiền? Thống kê hết là khoảng trên 5 tỷ. Trên 5 tỷ. Là mình kể ngôi nhà mình thôi hay là kể khu vườn luôn? Kể hết cái khu vườn Còn kể cái ngôi nhà mình trên tỷ, chơi cả khoảng tỷ rưỡi cho là. Dạ, ngôi nhà khoảng tỷ. Cất một cái ngôi nhà mình theo con là một người bình thường thì thân cây dừa thì nó không có giá trị lắm so với những cây gỗ quý khác. Nhưng mà lý do nó mắc là ở chỗ nào hay Tám ha? Lý do nó mắc là chỗ nó tuy nó không có giá trị như những cái gỗ khác, nhưng mà nó không hiểu thôi, mà hiểu nó là rất là quý à. Nó xài như cái nhà này có thể là xài tới cả 100 năm trở lên. Dạ. Nó bền như vậy đó, nhưng mà nó khó khăn, nó đặt tiền là do cái công mình thôi, tại vì cái công nó khó làm hơn các loại gỗ khác. Ngày xưa lúc con còn nhỏ là con thấy những cái dừa đó sau khi mà đốn hạ xuống thì cái phần cây dừa để ngoài mưa ngoài nắng lâu ngày nó sẽ bị mục hư, nó dễ bị thấm nước, nó sẽ dễ bị mục, thì cái cách mà xử lý nó khó lắm không ta? Hồi xưa mình đốn ngoài dừa, mình bỏ ngoài mưa ngoài gió là những cây dừa nó không có già lão. Dạ. Dừa nó chừng 40-50 tuổi là nó màu hư mau mục lắm, còn những cây dừa lão thì là từ 70 tuổi trở lên cả 100 tuổi á thì nó cứng, nó bền, rồi mình ngâm nữa, rồi mình xử lý thuốc nó thì rất là tốt luôn, xài cả 100 năm trở lên. Ồ, phải nói là để làm được nó thì Tám phải nghiên cứu rất là kỹ về cây dừa.
Dạ, Tám ơi, con thấy ở nhà mình có 4 miếng liễn. Và các miếng liễn này là làm từ thân cây dừa mình xẻ ra. Thì Tám có thể giới thiệu cho con về ý nghĩa của các miếng liễn này được không Tám? Được chứ. Dạ. Đây là 4 miếng liễn. 4 miếng liễn nó là bằng cái gỗ dừa mà cái chữ ca đen đen là cái gáo dừa. À, cái gáo dừa bây giờ mình làm thành chữ. Thì 4 liễn này á, mình nói về là nhắc nhở về là công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cũng như là cúc dục ân thâm đông đại hải, sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao. Nói về công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình á, tựa như là biển lớn núi cao. Dạ. Yeah. Cho thế hệ con cháu đến đây thấy những cái câu điển này để mà nhớ học hỏi. Rồi ở trong đó thì tổ tông công đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền dạng đại vinh, là cũng nói về là ông bà tổ tông mình nó ăn ở đời có đức nên con cháu mình sẽ được vinh hiển là chinh hoa và vinh hiển ngàn năm. Rồi con cháu mà tử hiếu tôn hiền dạng đại vinh, là con cháu mình ăn ở đời có hiếu thảo với ông bà cha mẹ thì làm ăn lúc nào cũng phát đạt vinh hiển. Hiện nay Tám cho con xin phép là Tám với lại ông Tám là bao nhiêu tuổi rồi? Ông Tám thì 80 tuổi. Ông Tám thì 80. Tám hôm nay là 67 rồi. Dạ. Vậy ông Tám với bà Tám hiện nay có bao nhiêu người con? Năm. Dạ. Ở đây làm du lịch hết luôn không Tám? Ở đây chỉ có một thằng trai với con dâu. À. Còn một đứa con gái. Đứa con gái có ý tưởng thì nó ban ngày thì nó qua đây nó phụ lo, rồi chiều thì nó đi về Vĩnh Long, nó cũng có cơ sở riêng của nó làm nữa. À, dạ. Ô, cái điều đặc biệt là Tám mới vừa đọc hai cái câu, bốn cái câu trong các miếng liễn mà Tám nói là từ chữ là làm từ cái gáo dừa hết. Từ gáo dừa. Ừ. Cái liễn bằng gỗ dừa, còn cái chữ là bằng gáo dừa. Ồ. Ừ. Phải nói là cực kỳ phải nói là về cái nghề mà khắc mà phải nói là cực kỳ hay. Ở đây thì con thấy nhà mình là có trong cái khu du lịch nhà mình là có đờn ca tài tử nữa hết á. Có luôn. Dạ, là ông Tám nào tự phục vụ luôn hay sao? Cũng có ông Tám cũng có mà có cái đoàn của người ta. Dạ, ông Tám chơi đàn tranh hả? Ông Tám ca thôi chứ không hát thôi. Ông Tám hát hả? Người khác rồi. Dạ, vậy thì sẵn đây thì con sẵn giới thiệu thì cho mọi người biết. Thì sẵn có dịp hỏi ông Tám luôn, cái khu du lịch nhà vườn mình vô đây mình có vé không ông Tám? Lúc trước á thì tôi cũng đã miễn phí cũng mấy tháng rồi, 3 tháng rồi, bây giờ mình cũng phải lấy vé lận mà cũng không có nhiều lắm, chỉ 20.000 đồng một người. Thì khách đến đây tham quan chỉ thu 20.000 đồng một người, thì khách được uống trà mật ong và ăn trái cây, nghe đàn ca tài tử, rồi tham quan nhà dừa, tham quan những cái tiểu cảnh để mình chụp hình, thưởng thức những món ăn ngon ở đây nữa. Dạ. Đây có nhà hàng phục vụ những món ăn đặc sản ở miền quê và đặc biệt là phục vụ chén bát muỗng đĩa bằng dừa luôn. Dạ, quá hấp dẫn, nghe con nghe Tám kể mà quá hấp dẫn. Dạ, những món đặc sản ở đây là cũng bằng dừa nhiều lắm ạ. Dạ, vậy là 20.000 đồng thôi mình được tham quan tiểu cảnh và ngôi nhà dừa và kể cả uống mật ong bạn trái cây làm miễn phí. Còn các và đang nghe tài tử, còn các dịch vụ như là ăn uống tại chỗ ở chỗ này thì mình sẽ phát sinh thêm. Nếu mà đã khách đặt ăn ở đây thì miễn phí tiền tham quan. Dạ, quá hấp dẫn. Vậy thì cái mình trong cái khu du lịch Coco Home của mình đó, là mình sẽ mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ và suốt luôn hay thì sao? 7:30 sáng là bắt đầu mở cửa luôn cho tới chiều luôn. Chiều là khoảng mấy giờ là mình ngưng tiếp đó? Nếu mà còn khách thì cũng vẫn chờ đợi phục vụ, giờ nào khách về thì nghỉ. Dạ, ở trong cái nhà nghỉ mình, nhà dừa của mình có homestay luôn hả ta? Có homestay bằng dừa luôn. Homestay bằng dừa. Biết là dừa hết. Ở trong phòng thì trên lau phong làm bằng sơ dừa. Sơ dừa mình cũng không bỏ ha, dừa cũng làm bằng cái lau phong hồi xưa, bây giờ người ta làm bằng bê tông này kia nữa, nhưng mà vẫn là sơ dừa. Và dạ, những cái gáo dừa mình cắt ra nhỏ nhỏ mình dán làm cảnh trang trí trong phòng rất là đẹp. Dừa ngủ cũng bằng dừa, và sàn dừa, vách dừa, tranh ảnh trong phòng cũng là dừa, đôi dép mang cũng dừa, cái ly súc miệng rửa mặt, cái ly rửa cái đầu cũng bằng dừa, sabo
rửa tay cũng bằng dừa. Ôi nãy giờ con nghe bám nói mà con tưởng đâu là con đang ở Bến Tre. Tại vì Bến Tre là đặc sản của xứ dừa. Mà không ngờ Vĩnh Long mình lại có một nơi như thế. Bến Tre thì nó chưa có cả. Dạ. À, Tám có thể cho con biết là trong cái ngôi nhà mà được cất bằng dừa cũng như là tiểu cảnh xung quanh đây thì cái chi tiết nào mà Tám ấn tượng nhất ở trong cái ngôi nhà của mình? Lắm. Đó. Con thấy mấy những cái chi tiết mà gờ lên nhắm nhắm cặp ở trong cái phần khuôn ở trong nó là cái gáo dừa đó. Cái gáo dừa. Ừ, cái gỗ dừa đặng cái đan đen là cái gáo dừa đó. Gáo dừa đó mình ép ra hả ta? Ừ. Với cái bàn này cũng vậy nó. Dạ. Gáo dừa. Gáo dừa cái ghế này nè. Ồ. Tôi ngay cả cái thiết bị mà rửa tay á thì cũng làm bằng cái gáo dừa. Quá hay. À, ngay cả cái bồn nè. Cô bác anh chị thì theo như chủ nhà của ông Tám với bà Tám giới thiệu lúc nãy thì toàn bộ cái homestay này được làm bằng từ dừa và đặc biệt những cái vách của cái khu nhà homestay thì cũng làm từ dừa hết. Đó, khung cảnh ở đây thì vào thời điểm này thì cũng gần 6 giờ chiều. Đó. Không khí khá là yên bình. Ờ, cái này là bầu hồ lô hả Tám? Cái này một trái như thế này mình trồng lâu không mới có? Cũng vài tháng là có rồi. Ô nhìn đã quá luôn. Bên đó là gian bếp xưa đó để cho khách tới. À, cái này là gian bếp ngày xưa đó, theo kiểu mà nhà Ba Giang đó hả Tám? À, dạ cái này là cái cối xay bột, còn đây là những cái chén cổ xưa. À, đũa này là cô anh chị, đây là đũa bếp nè, dân miền Tây, những cái bếp củi ở này giống như là mình gọi là cái mình gọi là mình gọi là mình trưng bày lại cho du khách biết về cái nét của miền Tây mình hả ta. Ở quê, ở vườn, à, Tám làm cho con nhớ lại ngày xưa nữa. Cái đôi đũa bếp rồi. Mình muốn khách muốn nấu ăn, nấu nướng vậy đó cũng được. Dạ. Đây là cái phòng ngủ đây. Ô quá đẹp luôn. Sàn dừa, vách dừa. Cái sàn này cũng bằng dừa hay các bác anh chị? À, cái là phong này bằng cái sơi dừa nè. Đó. Dạ. Cái này là cái gáo dừa. Gáo dừa mình cắt mình dán lên đó. Mấy cái đây qua văn bằng gáo dừa hết. Một cái căn phòng này diện tích là bao nhiêu mét vuông hay ta? 4 mét hả? Dạ. Ôi đêm ngủ mà nhà vườn ngủ đây thấy rất là ấm cúng luôn. Một cái căn phòng gì là một đêm mình qua đêm ở đây một đêm là bao nhiêu tiền đó? À, 600 một phòng. Dạ. 600 một phòng mà mình được ăn điểm tâm sáng và uống cà phê luôn. Dạ. Ngủ ở đây bằng cái phòng vệ sinh đây. Đây là cái phòng có máy lạnh rồi luôn nha. À, đây là gáo dừa nè. Cái này là gáo dừa, mình cắt ra từng miếng nhỏ mình ghép lại hả Tám? Này con nhái cắt ra từng miếng. Cắt ra từng miếng nhỏ ra ghép lại. Trời ơi. Mình làm giống như là đan vậy hả Tám? Ừ. Đây là trong phòng vệ sinh. Đây là cái này cũng là quay văn bằng gáo dừa. Rồi ra bô rửa tay bằng dừa luôn. Đây cái chén, cái ly này để súc miệng rửa mặt bằng dừa luôn. Rồi chải tóc cũng bằng gỗ dừa. Trời ơi. Ô là cái ly súc miệng bằng dừa luôn. Ở đây là cái phòng vệ sinh, tất cả đều là cổ xưa hết, làm từ chất liệu bằng dừa hết, trừ cái bồn vệ sinh kia thôi. À, Tám ơi, cái này là tất cả đều làm từ thân dừa hay là mình chỉ dán ép ở ngoài thôi cho mọi người biết đó? Có nghĩa là mình xây bằng gạch, mình ép ở ngoài là bằng dừa hay là mình làm từ thân dừa mình làm cái dán luôn? Dán dừa hết hả? Ừ. Dạ. Tám ơi, hôm nay thì con có dịp về đây để con biết được tham quan cái ngôi nhà dừa của mình. Thì Tám cho con tham quan vòng vòng thì
nhân dịp này thì con chúc 8/8 luôn mạnh khỏe. Dạ, và càng ngày càng đông khách được biết đến cái khu du lịch ở vườn sinh thái Coco Home và ở huyện Long Hồ, ở Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Xã Hòa Ninh. Xã Hòa Ninh. Xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, nếu như mà khi mà khách du lịch mà muốn tham quan thì sẽ điện đặt trước Tám qua số điện thoại nào Tám có thể đọc. Dạ, con cảm ơn Tám rất là nhiều. Thì cô bác anh chị hôm nay Bùi Hồ review ngôi nhà dừa là nét độc đáo của ở khu du lịch Coco Home. Thì cô bác anh chị nào có muốn đi du lịch đó thì về cái vùng Vĩnh Long thì nhớ ghé qua huyện Long Hồ. Và đây là cái số điện thoại của gia đình ông Tám, bà Tám, để mà mình có thể đặt trước. Có dịp thì mình về đợt khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ ghé qua cồn Hòa Ninh. Số điện thoại là 02703505356. Số di động là 0932871175. Đây là số điện thoại liên hệ. Dạ, con cảm ơn Tám rất là nhiều. Con cảm ơn Tám và Tám. Con xin chào. Dạ.